Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Đây là cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bắt đầu cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 29 tháng 4, em đây là máy 13 con nha các bác. Vâng, máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc ạ. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, tít mở buji và mở đầu dao, lục giác để bật cất cầm. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và trong 4 ngày vừa qua, em có công việc gia đình nên không lên video được. Cái video này em sẽ lên buổi sáng nha. Và chiều tối cũng có một cái video nữa. Và trong cái video này cũng xin lỗi tất cả các bác trong 4 ngày qua ấy, có gọi điện hay nhắn tin ấy, có bác em trả lời được. Và cũng có bác là trả lời chậm hoặc là không trả lời. Nói chung có tí công việc nên là không trả lời kịp các bác nha. Hoặc là các bác đặt hàng ấy, cũng hơi chậm, các bác thông cảm ạ. Và từ hôm nay giờ đi đã về nhà rồi. Và các bác đặt hàng gì ạ thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng nha các bác. Và lô máy hôm nay thì phân khúc thì từ số 20cc cho tới 33cc đến từ những thương hiệu như Mitsubishi, ngày nào cũng vậy, Mitsubishi, Echocurit, Maruyama nha các bác. Honda dòng 4 thì có một con Honda và một con Makita nha các bác. Bây giờ em sẽ để sơ sơ cho các bác coi nha. Bác nào chốt con nào chọn con nào, tời đi tời lại đúng con đó coi. Chắc chắn chốt thì nhắn tin hoặc gọi điện hai số điện thoại em vừa lấy trên đó để đặt hàng nhá. Và bác nào nói thật với các bác nào chưa tin tưởng cửa hàng, cảm thấy lăn tăn về vấn đề chất lượng máy hay là có độ gian ở đó ấy, các bác không cần phải gọi cho em đâu ạ. Tại vì hôm qua cũng có một bác ấy ạ, hỏi phụ kiện bao nhiêu tiền. Em nói báo phụ kiện trừ đi có 50.000 thôi ạ. Không lấy phụ kiện trừ 50.000, bác bảo em lừa đảo. Làm gì có phụ kiện là bằng nhựa hay sao bằng 50.000. Đó, bác nào không thích lấy phụ kiện trừ đi 50.000 nha các bác. Đó, nó có vậy thôi ạ. Em tính cái giá gốc em lấy vào chứ không phải tính cái giá bán ra nha các bác. Các bác thông cảm, cảm thấy là chưa tin tưởng cửa hàng lắm, không cần phải gọi điện, đỡ mất thời gian của nhau ra nha các bác. Vậy em sẽ điểm sơ sơ từng con một cho các bác coi nha. Vâng, hôm nay có một con Makita 4 thì xuất sắc, Honda GX25 và một con Mitsubishi TL261. Xin lỗi ạ, Mitsubishi TL33 trục giật trợ lực lea tay đỏ. Vâng, cái tùm của nó thì dày cực kỳ xuất sắc luôn nha các bác. TL23, một con Echocurit 260, Mitsubishi TB26, TBE27. Đó, các bác chú ý nhé, TB, đời TB khác, đời TB khác ạ. Đời TN nữa khác nữa ạ. Đời TL261, TU26, TL26. Và hôm nay toàn lên những cái con mà mấy hôm nay các bác có nhắn tin hoặc là gọi điện để đặt hàng nhá. Đó, cái video này đa phần những cái con mà các bác gọi điện để em lên video đấy ạ. Và một con Maruyama 26cc và hai con Maruyama 20cc nha các bác. Đó, công suất chỗ nhỏ. Bác nào xài công việc gia đình, túi tiền phải chăng thì các bác chọn con S1, S2. Vâng, các bác lưu ý lô chữ S ngày 29 tháng 4 nha các bác. Và trước khi review từng con một, như mọi khi em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách phá nhớt ạ. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng mình bơm xăng ạ. Tùy theo từng cái le. Ví dụ le bên tay phải như con số 2 này, các bác gạt lên. Khi nào nổ rồi ạ, các bác lại trả ngược lại. Còn những con le bên tay trái khi nào nó lại nằm ngược lại nhá, tay trái nằm ngược lại. Khi nào nổ thả xuống, nổ rồi nhấc lên như các bác. Đó, các bác lưu ý sử dụng đúng cách, đúng bài như vậy bao giờ nó cũng dễ nổ hơn. Lưu ý hơn một điểm nữa là khi nổ ga lên một chút nhá. Đó, nhớt thì các bác pha tỷ lệ 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng, đó là những dòng nhớt thông thường nhá. Bên cửa hàng em cũng bán nhớt để phục vụ các bác. Nhớt em bán 100.000 một chai nhá, đi kèm với máy để các bác sử dụng cho nó ok hơn. Rồi, rất nổ. Vẫn con S1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maruyama 20cc lòng 30 ly, công suất cỡ nhỏ nha các bác. Các bác nào chưa biết về các công suất của máy ạ, các bác cứ để ý cái số đây này, cứ càng to thì cái máy sẽ càng khỏe nha. Đa phần nó từ 20cc trở lên nha các bác. 20cc là máy nhỏ. Cái máy nhỏ thì phục vụ công việc gia đình. Đó, các bác nào cắt làm ít ấy ạ,
cho những bác cao tuổi hay chị em phụ nữ thích làm công việc gia đình nhá. Các bác phát cỏ, các bác chọn nửa 20cc, cắt cỏ bờ, cỏ bụi, những cỏ lưa thưa nhá. Đó, còn các bác thích công suất trung bình thì cỡ 23, 26cc trở lên. Cỡ công suất lớn thì từ 28, 30, 32. Còn rất nhiều bác có gọi điện hoặc nhắn tin đấy ạ. Xem những con máy mà lòng 40 hoặc 45 ạ, em xin trả lời luôn. Những cái dòng đó không có đâu ạ, bên cửa hàng em không có. Nấu lâu nó về 1, 2 con thôi ạ. Đó, còn đa phần những cái máy lớn bên cửa hàng em có lòng 36 hoặc là 38 ly thôi nhá. Còn các bác cứ hỏi lòng 45 ly không có đâu ạ. Vâng, S1 giá 1 triệu 200 ngàn đồng nhá, rin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Chỉ có 1 triệu 200 ngàn đồng cho một con đời cao nhá, nhẹ nhá. Còn S2 cũng vậy ạ, cũng là Marujang mà, phiên bản đời KC, cũng 20cc lòng 30 ly. Với tình trạng cũng rin nguyên bản 100% cho các bác nhá. Vâng, độ đẹp của nó là xuất sắc luôn. Chế Wamro, chế 2 kim, à chế 1 kim, xin lỗi ạ. Tay ghi đông 1. Đó, cái ghi đông này thì các bác để nguyên cái ghi đông này ấy, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhá và luồn nách được. Đó, còn các bác thích lên tay găng đầu đông đôi như thế này thì yêu cầu em sẽ lên nhá, giá vẫn vậy. Vâng, tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác con này. Và giá của em này cũng là 1 triệu 200 ngàn đồng cho con số S2 ngày hôm nay ạ. Marujang mà 20cc lòng 30 ly ạ. Tiếng máy nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe tiếng máy giòn tan nha các bác. 1 triệu 200 ngàn đồng cho con số S2 ạ. Và các bác thích một con công suất nhỉnh hơn một chút, các bác có thể chọn Marujang mà 26cc lòng 34 ly nha các bác. Vâng, KC26M 26cc lòng 34 ly. Với cái phiên bản này ạ thì máy này có trục giật trợ lực nha, kéo lên thả xuống là nổ. Chế Wamro, chế 1 kim. Đó, con này rất đẹp nha, lúc máy dập Made in Japan, dập nổi tung liền, tay ga giữ, đầu bò chắn đá rin. Với phiên bản này thì rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Và giá của em này sẽ là 1 triệu 650 ngàn đồng của số S3 ngày hôm nay. Một con Marujang mà 26cc lòng 34 ly nha các bác. Con này xuống là bật nha các bác, công tác xuống là bật, lên là tắt nha. Các bác để ý chiều công tác giúp em trước khi khởi động ạ. Vâng, S3 1 triệu 650 ngàn đồng. S4, S5 là toàn hàng hệ đây. Con S4 là một con Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly. Với phiên bản chế Wamro 2 kim. Với những phiên bản mà em nói hàng hệ phát chuyên nghiệp ạ, đồ thay tháo cũng rất dễ nha. Tum rời tum nhôm, những cái tum các bác có thể gắn máy xịt thuốc này, tay ga giữ. Vâng, với con này em sẽ bán giá là 2 triệu 300 ngàn đồng cho con số S4 ngày hôm nay nha. Một con Mitsubishi TL26 lòng 33 ly, đẹp xuất sắc nha các bác. Và tất cả những cái dòng Mitsubishi đời TL ấy ạ, lốc máy đều phải dập Made in Japan, dập nổ nha. Và cái lòng này này, cái lòng của nó là có số 26 nha. Đó, Mitsubishi TL26 hoặc là 261, lòng có số 26. Mitsubishi TL23, cái lòng của nó có số 23. Đó là những cái dòng rin của nó thì có số như vậy nha các bác. Vâng, con số S4 ngày hôm nay 2 triệu 300 ngàn đồng nha các bác. Vâng, S5 Mitsubishi TU nha. TU26 26cc lòng 33 ly. Với phiên bản này là trục giật có trợ lực bằng lò xo, chế Wamro, chế 1 kim, tum rời tum nhôm, tay ga hộp giữ. Vâng, con này rất đẹp nha các bác. Và giá của em này sẽ là 2 triệu 200 ngàn đồng cho con số S5 ngày hôm nay nha, rất đẹp. Và với những phiên bản này là phiên bản xuất khẩu nên là lốc máy có dập chữ Mitsubishi dập nổi và logo của nhà sản xuất nha. Và con này tình trạng rin nguyên bản 100%, đẹp xuất sắc nha các bác. 2 triệu 200 ngàn đồng cho con số S5 ạ.
rất nhạy nổ nha các bác. 2.200.000 đồng S5 ạ. Và các bác thích cao cấp hơn một chút thì các bác có thể chọn con S6 ngày hôm nay, Mitsubishi TL261 nha. Những cái phiên bản này thì rất được nhiều bác đặt mua bên cửa hàng em, và cũng còn rất nhiều nha các bác. Với phiên bản này là phiên bản gốc, phiên bản đầu của dòng Mitsubishi TL261, 26cc lòng 33 ly, với phiên bản chế Gomaro. Rất đẹp nha, độc chế còn vàng nguyên này. Đó, xuất sắc. Tình trạng con này thì rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Máy gặp Mini Japan, tung rời tung nhôm. Vâng, rất đẹp ạ. Tay ga giữ, đầu bò chấm đá nó nhìn hết cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.500.000 đồng cho con số S6 ngày hôm nay nha. Mitsubishi TL261, 26cc lòng 33 ly ạ. Sàng trắng tinh, rất đẹp con này nha các bác. 2.500.000 đồng S6 ạ. Với các bác thích một con đời cao nhất của dòng Mitsubishi, các bác có thể chọn con số S7 ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Mitsubishi TBEA nha các bác. Đó, rất nhiều đời, những dòng Mitsubishi rất nhiều đời. Và cái đời là đời cao nhất ạ. TBEA 27cc lòng 34 ly, với phiên bản có trục giật trợ lực này, chế Gomaro, chế hai họng xăng nha các bác. Đó, trục giật có trợ lực bằng lò xo, tuôn liền. Tay ga hộp giữ. Đó, phần Mitsubishi này. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.050.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TBEA do tập đoàn Ryobi phân phối nha các bác. Đó, những cái dòng này thì lốc máy cũng gặp Mini Japan, để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật nha. Rất đẹp. Những con này thì đa phần đời cao ạ, sản xuất cách đây 1-2-3 năm trước thì ạ. Vâng, với con này thì sản xuất 2017 nha các bác. TBEA sản xuất 2017. Rất đẹp ạ. Ồ, rất nổ. Vâng, với cái phiên bản này, tay ga hộp không có điểm chê nha, tay ga hộp xịn sò. Hộp rất ok nha. Đó, có độ tăng chỉnh ga đây nha. Ví dụ các bác muốn con máy này xài hay bóp hết cỡ vào ấy, nó có một nửa thôi ấy, thì các bác để một nửa nha. Còn lên trên như vậy bóp không tác dụng đâu này. Đó, xuống hết cỡ là ga to hết cỡ, công tác luôn trên tay. Với con số S7 2.050.000 đồng ạ. Vâng, S8 nếu mà các bác muốn sử dụng một con máy đời cũng Mitsubishi nhưng mà đời khác nha. Đời này đời TB, các bác lưu ý đời TB. TB26, 26cc lòng 34 ly. Với phiên bản này cũng có trục giật trợ lực bằng lò xo này, chế Gomaro 2 kim. Cái phiên bản này là tua nhanh nhất của cái đời TL nha. TB là đời tua rất nhanh, tum liền. Vâng, đẹp xuất sắc ạ. Vâng, bình xăng rim trắng tinh luôn này. Lốc máy dập Made in Japan. Tay ga giữ hộp, đầu bò chắn đá rim. 2.050.000 đồng cho con số S8 ạ, một con Mitsubishi đời TB đẹp xuất sắc nha các bác. Vâng, nghe rất sướng nha, tua nhanh, ga lên nhanh. S8 2.050.000 đồng ạ. Và các bác thích một con máy vừa túi tiền mà công suất cỡ 26cc lòng 34 ly, các bác có thể chọn thương hiệu Echocurit nha. Đó, nó có chữ răng mà, nhưng thực tế con này là một con Echocurit nha các bác. Với phiên bản này có trục giật trợ lực bằng cái van xả cái đầu lòng này này. Đó, lúc mình giật này nó nhấp ra nhấp vào đây này, cái này này. Đó, đẩy ra đẩy vào, nên là giật rất nhẹ nha các bác. Nó đang sử dụng chế bơm xăng tự động, chế quả ga. Các cửa hàng khác gọi, người ta gọi là ga đứng đấy ạ. Đó, lè đây, rất đẹp nha. Mini Japan sản xuất. Vâng, xuất sắc, tum nhôm, tum liền. Tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Với tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác con này. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.700.000 đồng cho con số S9 ngày hôm nay nha các bác. Một con Echocurit đẹp xuất sắc ạ.
con này dòng này cũng thua rất nhanh nha các bác. Đó, chỉ có 1.700.000 đồng cho một thương hiệu Ecuquip 26cc lòng 34 ly à. Vâng, tiếp tới giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa ạ. TL 23cc lòng 31 ly. Với phiên bản này chế Gavro 2 kim. Và phiên bản này cũng đồ thay tháo cũng rất nhiều nha các bác. Tum rời, tum nhựa, tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Vâng, tình trạng con này thì rin nguyên bản 100% cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.750.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL 23cc lòng 31 ly. Đẹp xuất sắc nha các bác. Vâng, S10 giá 1.750.000 đồng. Giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Trước khi nhận và giao tiền nhân viên giao hàng được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Vâng, về đến nhà ấy, các bác và nhân viên mà người ta ấy, không cho các bác thử hàng ấy, thử máy giật nổ máy, các bác gọi điện lại cho em nhá để em báo họ ấy ạ. Có đâu đâu có một số địa phương người ta không cho xem máy ạ, là các bác buộc các bác phải gọi điện lại cho cửa hàng nhá. Vâng, tiếp tới giới thiệu cho bác một con gọi là hàng nóng ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL 33 33cc lòng 36 ly với phiên bản trục giật trợ lực chế Gomoro 2 kim le đỏ tự động. Mà chắc chắn rồi, những con này không có tung điện đâu ạ, buộc phải tung rời. Và với cái phiên bản này, lâu lâu em mới có một con để em đăng nha các bác. Em không nhận đặt hàng con TL 33 đâu, có đâu mà nhận đặt ạ. Tại vì ít nhất có tầm khoảng gần đến 100 khách hàng ạ có đăng ký kênh và kết bạn Zalo để săn những con mặt máy này nha các bác. Vâng, một con xuất sắc với phiên bản trục giật trợ lực nha các bác. Trục giật thường nó đã hiếm rồi, trợ lực nó còn thiếm hơn nha. Lâu lâu nó mới về con trục giật trợ lực thôi. Và con này xuất sắc nha các bác. Lốc máy dập Made in Japan dập rồi để phân biệt hàng nhái hàng thật nha. Và các bác thể có nhìn cái tu của nó này, 65 cuộc đời không bao giờ hỏng. Tum lớn, bố côn lớn, ống cần 26 nha các bác. Đó, cái tum này 65 cuộc đời không hỏng đâu ạ. Nhưng mà con này thiết kế cái tay nhỏ nha. Tay ghi đông nhỏ thôi. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 3.550.000 đồng nha. 3.550.000 đồng cho con số S11 ngày hôm nay. Một con Mitsubishi TL 33 33cc lòng 36 ly trục giật trợ lực chế le tay đỏ, xuất sắc nha các bác. Không có một điểm gì chê nha các bác. Số seri TL 33, số seri là 226486 nha các bác. Với tình trạng con này thì rin nguyên bản 100%, có mỗi cái bình xăng lớn này này. Đó, này em thay bình xăng lớn thôi nha các bác. Đó, còn tất cả trong máy rin nguyên bản 100% cho các bác con này nha. Vâng, S11 3.550.000 đồng ạ. Vâng, từ S1 cho đến S11 đó là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt nha các bác. Bác nào không thích pha nhớt, dòng không pha nhớt đấy ạ, không khói. Tại vì cái dòng 2 thì là nhớt đốt cháy được, các bác pha nhớt buộc phải có khói nha. Có một số ít thôi, cứ thắc mắc định ơi sao nó khói vậy. Nhớt 2 thì là nhớt đốt cháy được, mà đã đốt cháy được cái buộc phải có khói thôi. Đó, nên là nó có khói. Và bác không thích có khói, các bác chọn con số S12 và S13 ngày hôm nay. Hai con đến từ hai thương hiệu khác nhau nha. Một con Honda GX25 và một con đến từ thương hiệu Makita. Vâng, trước tiên S12 là một con Honda GX25 25cc lòng 35 ly với phiên bản Made in Japan sản xuất. Đó, rất đẹp nha các bác. Túp liền, tay ga hộp giữ. Vâng, với tình trạng con này thì rin nguyên bản 100% cho các bác. Đẹp xuất sắc nha các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.700.000 đồng cho con số S12 ngày hôm nay. Một con Honda GX25 không có điểm chê nha các bác. Xuất sắc.
Vâng, S12 giá 2.700.000 đồng. Vâng, các bác thích một con 4 thì xăng riêng, nhớt riêng mà túi tiền vừa phải ạ. Các bác chọn con số S13 ngày hôm nay nha. Một con đến từ thương hiệu Makita 427 27cc lòng 34 ly. Cũng đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Chế Gomoro, chế một kim. Cái dế chế của dòng 4 thì Makita này nó y như một con Marujang, chế của Marujang Ma, Gomoro của Marujang Ma ấy ạ. Hai con ráp vào với nhau đấy ạ. Và con này tum nhôm tum liền nha. Đó, đẹp xuất sắc. Không có điểm chê đâu ạ. Vâng, con này có tay ga có 2 chế độ nha. Đó, các bác ga này. Rồi các bác bóp vào đây. Đó, khi nào các bác thả là hai cái đều về. Nó vừa là chết và vừa là nhạy luôn nha. Đó, 2 chế độ. Đó. Thường thường những con ga giữ là giữ chết là chết luôn. Đó, còn con này bỏ vào đây. Khi nào mỏi tay không xài nữa, bật. Và đơn giản khi nào các bác thích chết thì chết luôn đấy, các bác vặn cái ốc này chặt vào tí là tự nó chết luôn nha. Vâng. Con này rất đẹp ạ, từ bộ cần bộ mác của nó đây. Tình trạng con này thì rin nguyên bản 100% cho các bác. Và giá của em này 1.900.000 đồng cho con số S13 nha. Túi tiền nếu mà để mà vừa tiền ấy, thì các bác mua con này thôi. Đó, cái dòng 4 thì nhiều bác hỏi có con máy nào 1.400.000 không ạ. Các bác chỉ mua được những con Trung Quốc cũ ấy ạ, thì có 1.000.000 thôi ạ. Còn dòng 4 thì những con này là vừa túi tiền rồi. Còn rẻ hơn nữa thì lâu lâu có xấu hơn thì rẻ hơn thì nha các bác. Rồi rất nổ. Vâng, con số S13 ngày hôm nay 1.900.000 đồng ạ. Ôi, em vừa báo giá cho bà con nô máy 13 con. Em xin nhắc lại giá em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Bác nào chưa thích con nào lâu nay, chưa chốt được con nào lâu nay, chốt chậm hoặc là chưa tới thời gian mua, thì các bác có thể đăng ký kênh phát sóng vào khung giờ 7 giờ đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Chẳng qua là hôm nay vừa về sáng nay vừa về đến nhà thì quay một cái video để cho bác đặt hàng chọn lựa nhá. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.